Đó là một chiều mưa khi mà cô còn nhỏ, khi mà mẹ cô vẫn còn, ba cô vẫn có, không khi nào nhăn nhó, không lúc nào mà bù xo. Ai ai khi nhìn vào thì cũng thầm mong được như họ vào một ngày. Với cuốn sách cầm trên tay, cô chạy quanh tìm ba như tìm hoài cũng chẳng thấy, nhưng cô thấy mẹ ngồi trên ghế của ba. Và so với thường ngày thì việc này có hơi lạ, vì bình thường vào giờ này mẹ thường ra ga đón ba về. Ba làm sao lắm, đó là những gì cô nghe kể. Cô chạy lại mẹ rồi xà vào lòng, cô ngạc nhiên nhưng không hỏi tại sao ngực mẹ hơi nóng hay mẹ khóc. Chắc là không, mẹ hiền hơn phụ nữ nhưng mạnh mẽ hơn đàn ông. Xua tan đi mọi nghi vấn, cô lần mở trang sách, chỉ vào bức tranh với quả tim đỏ, cố gắng hỏi thật nhanh, và tình yêu là gì? Mẹ ơi, nhìn vào đôi mắt cô thấy giọt lệ khấp khởi, rồi mẹ hôn cô lên trán, nụ cười chói chang. Mẹ bảo tình yêu thì sao, nghe như bài nhạc, rồi mẹ dịch giọng cả nốt thăng và nốt trầm. Hợp âm đã đơn giản nhưng mà cô vẫn chưa thấm. Con yêu, đừng có vội vàng suy nghĩ, vì đến một ngày tình yêu sẽ đến và rồi bắt cóc con đi. Bắt cóc con đi. Tình yêu sẽ đến và rồi bắt cóc con đi. Đó là một chiều mưa khi mà cô 30, khi mà mẹ cô không còn, những lời yêu cô chưa gửi, khi nào cũng nhăn nhó, luôn có chuyện để mà lo. Nhìn bất kỳ ai cô cũng mong được như họ. Ô tô cô đã có, nhà là nhà to, nhà đúc 5-6 tấm nhưng không tài nào che nổi gió khi nó nổi lên trong lòng, vì trong tim là khoảng không. Tiền tài và danh vọng không thể lấp đầy vào chỗ trống. Sự quan tâm mà cô cần là của người tình, không phải ánh nhìn run sợ của kẻ làm lính. 30 tuổi và đứng đầu cả công ty, và ngoài kia bao nhiêu người lăm le đã thực thi công lý. Khi mà nét quyến rũ đó cướp đi con tim họ, nhưng cô luôn chối bỏ, vứt vào một xó. Rồi cứ ngày qua ngày cô cứ cắm đầu vào làm việc, cô chạy rất nhanh nhưng thực sự là không cần thiết. Rồi tình yêu là gì, cô quên mất. Trong một phút nào đó cô quên luôn cuộc sống thật, rời mắt khỏi bàn giấy, ngước nhìn khung ảnh mẹ cười và kỷ niệm ùa về thật nhanh. Khẽ kéo một ngăn tủ lục lạo hồi lâu, ánh mắt cô chợt trùng xuống và xoáy vào thật sâu một bài báo về tai nạn tàu cách đây 2 thập kỷ. Một thằng yêu thương như đang về trong tâm trí và rồi bắt cóc cô đi. Một thằng yêu thương như đang về trong tâm trí và rồi bắt cóc cô đi.